bạn đã thấy con rắn nào khủng khiếp như thế này chưa? Nó là mãng xà gian ác đã sống 500 năm, vì đại dịch Covid mà bây giờ nó mới xuất hiện. Cơ thể nó to tới mức đủ quấn mấy vòng quanh tòa nhà cao nhất thành phố, trực thăng quân đội bắn đạn xối xả cũng không xuyên qua nổi lớp da dày. Đến khi nó phản công thì hạ trực thăng đơn giản. Hơn nữa đàn em của nó là khủng long bay khạc lửa, trong phút chốc tàn phá ồ ạt vào thành phố loài người. Câu chuyện thế nào thì cũng mua phim xem bộ phim cực hay này nhé. Tại một làng du lịch ở Los Angeles của Mỹ đã xảy ra sự việc kỳ lạ. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện những cái lỗ khổng lồ. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Ethan, một phóng viên đưa tin nhanh chóng có mặt, anh cũng tranh thủ quay được một video. Nhìn vào cái vảy khổng lồ trong bức ảnh, Ethan cảm thấy có gì đó rất quen. Hóa ra khi anh còn bé, cha anh thường đưa Ethan đến một tiệm đồ cổ. Ethan vô tình đi đến một chiếc giường bị khóa, bỗng điều thần kỳ xuất hiện, chiếc giường đột nhiên tự động mở khóa, bên trong là một cái vảy. Ánh sáng hụt ra nhập vào người anh, Jack thấy vậy liền biết đây chính là đấng cứu thế, vội vàng kể cho Ethan truyền thuyết rồng. Từ xa xưa cứ 500 năm loài rắn khổng lồ lại xuất hiện, nếu muốn hóa rồng thì nó phải ăn linh hồn một người phụ nữ, cô gái đó chính là Narin. Thiên đường cũng gửi tới hai chiến binh Hazam để bảo vệ, chiến binh già dẫn Hazam trẻ tới gặp bạch xà. Nó vẫn chờ cô gái tròn 20 tuổi để hợp nhất rồi hóa rồng. Thế nhưng vào ngày cô gái tròn 20 tuổi, mãng xà gian ác dẫn theo đội quân ác quỷ tấn công thôn làng. Lực lượng của chúng hùng hậu được trợ giúp bởi khủng long. Trên lưng rắn đại bác bắn ra nhanh chóng chiếm ưu thế. Quân ta cũng phản kháng nhưng lực lượng quá chênh lệch, về căn bản là không hề có một cơ hội nào. Quân đội ác quỷ thừa thắng tràn vào làng mạc, đàn ông đều bị giết hại tàn nhẫn, còn tất cả những cô gái trẻ thì đều bị bắt đi. Bọn chúng kiểm tra người từng cô gái một để tìm xem cô nào có hình xăm rồng. Bất chợt một phụ nữ sợ chết đã khai ra địa chỉ nhà của Narin, nhờ vậy ác quỷ dễ dàng tìm thấy. Cô gái Narin nhanh chóng cũng bị bắt đi. Trên đường áp giải bỗng thầy trò Hazam xuất hiện, cả hai lao ra chém giết điên cuồng, tranh thủ lúc sư phụ cầm chân kẻ địch. Hazam nhân cơ hội đưa cô gái trốn trong một khe núi. Bởi vì quân địch quá mạnh, sư phụ 36 kế chuồn là thượng sách, nhưng khi ông đến khe núi thì hai người đã không còn. Hóa ra hai người họ muốn bỏ trốn và bị hắc xà đuổi theo. Cuối cùng họ quyết định nhảy xuống vách đá. Mãng xà cũng hụt mất một cơ hội hóa thân thành rồng. Đến nay đã là 500 năm trôi qua, cơ hội lần hai của hắc xà sắp đến. Jack nói bản thân ông chính là chuyển kiếp của sư phụ, còn Ethan chính là Hazam chuyển thân. Còn về cô gái có hình xăm rồng chuyển kiếp tên là Sarah, Ethan cần phải tìm được Sarah cô khi cô tròn 20 tuổi và dẫn cô tới gặp bạch xà lương thiện để giúp nó hóa thân thành rồng. Lúc còn bé Ethan cứ nghĩ là chuyện vớ vẩn, không ngờ bây giờ lại xảy ra thật. Anh vội vàng nhờ bạn cảnh sát tìm giúp cô gái Sarah có hình xăm rồng. Mặt khác lúc này Sarah xem được tin tức mới, trực giác cho cô biết rằng sẽ có chuyện không lành xảy ra. Cô chán đời rủ bạn đi uống rượu, nhưng khi vừa ra khỏi quán đã bị mấy thằng đòi bóp xôi. Rất may lúc này sư phụ Hazam lao đến cứu, vả nhẹ một cái mấy thằng bay tí đi xa. Vì vậy mà Sarah bị bắt về vì tội hành hung người khác. Vô tình lát sau Ethan cũng đến đây, nhờ người bạn chỉ giúp nên anh cũng biết. Phía bên này bạn thân của Sarah đang ở nhà. Vô tình hắc xà đến tìm Sarah đớp luôn ăn thịt. Hôm sau Ethan xem hồ sơ liền biết đó chính là Sarah cần tìm. Nhưng khốn nạn thay cô lại bị cảnh sát giam trong bệnh viện rồi. Ethan vội vàng lao tới bệnh viện, nhờ một người bạn thân anh cũng tới gặp được Sarah. Nhưng bên ngoài viện hắc xà đã tới, nó trườn xung quanh mà không ai biết gì. Biết Sarah ở trong nên nó bắt đầu tấn công. Ethan biết nguy hiểm vội vàng đưa Sarah rời khỏi. Cũng vừa hay lúc mãng xà chui vào hành lang, Ethan và Sarah đã chạy tới tầng hầm. Nhưng vừa chui vào ô tô thì mãng xà cũng đuổi ngay sau đít. Nó cứ trườn lên gấp gáp như những con tinh trùng. May thay tay lái của anh chàng khá cứng, nên mới thoát khỏi mõm mãng xà vào giây cuối cùng. Nhưng không ngờ được rằng vừa thoát khỏi nguy hiểm, xe của họ lại đâm vào thuộc hạ của hắc xà. Tên thuộc hạ liền biến hình thành một chiến binh. Anh bạn bắn súng nhưng nó lại có khiên chắn. Chính vào lúc hắn đang đắc ý quên ra tay, thì một người bạn khác lao xe đến cứu. Nhờ vậy mà cả nhóm có cơ hội thoát đi. Ở cảnh quay khác, thuộc hạ của mãng xà đã triệu hồi đội quân ác thú, xem chừng nó sắp thực hiện đại tấn công. Cùng lúc này sự tàn phá của mãng xà khiến quân đội vào cuộc. Họ phát hiện mãng xà đang muốn tìm Sarah. Phía quân đội lập tức chia làm hai hướng, một bộ phận đi tìm Sarah, bộ phận còn lại đi ứng phó với mãng xà gian ác. Rất nhanh chóng quân đội đã ập tới của hang của hắc xà. Một tiểu đội vũ trang lẻn vào trong hang động, nhưng khi con chăn gian ác to lớn hiện thân, tất cả quân lính đều chạy vãi đái. Mãng xà gian ác lập tức đuổi theo ra ngoài. Cũng vào lúc này binh đoàn địa ngục cũng đã xuất hiện. Những viên đạn của binh sĩ căn bản không có tác dụng gì, ngược lại nó nhẹ nhàng vung kiếm thì quân bình đã xong. Phía bên này Ethan đưa Sarah đến gặp bác sĩ tâm lý. Thông qua thôi miên, Sarah dần nhớ ra hình ảnh kiếp trước, chính là lúc binh đoàn ác quỷ tấn công thôn làng. Vào lúc Sarah nhớ lại hết tất cả, cơ thể cô bỗng chốc lơ lửng trên không trung, thì bên ngoài hắc xà đã tìm đến nơi của họ. Ethan vội vàng đưa Sarah rời đi. Lúc mãng xà nhận ra thì hai người vội vàng lên xe bỏ chạy, trong khi mãng xà cũng đuổi theo ngay sát hậu môn. May rằng hai người đạp thốc ga mới thoát khỏi nó. Ethan căn bản rất muốn chén Sarah, nên muốn bay ra nước ngoài để trốn mãng xà.
Nhưng Hera nói rằng đừng phạm phải sai lầm của 500 năm trước. Số mệnh của Sara là phải dâng hiến cho bạch xà để nó hóa rồng. Đừng vì cái khe mà đánh đổi cả số phận nhân loại. Nhưng Ethan mặc kệ, cứ đưa Sara chạy trốn. Cũng vừa kịp lúc mãng xà độc ác đuổi tới nơi. Đúng vào lúc nguy cấp, hai người lại được bạn cứu. Nhưng mãng xà vội ném chiếc xe lên chặn đường của họ. Ethan vừa kéo Sara xuống xe thì con chăn gian ác đã ở ngay gần. May rằng cảnh sát đã kịp nổ súng bắn nó. Tuy đạn không xuyên thủng được lớp da, nhưng cũng đủ thời gian cho hai người tháo chạy. Phía khác, đội quân ác quỷ đã tập hợp đầy đủ. Khủng long bay cũng từ trong hang động thoát ra. Thì phía bên này, mãng xà đã đuổi theo hai người vào trung tâm thành phố. Nó chạy tới đầu ô tô dưới lòng đường cũng bị nát tươm. Ethan và Sara cố gắng chạy đến một sân thượng của tòa nhà cao tầng. Mãng xà dựa vào thân hình to lớn, nhanh chóng quấn quanh tòa nhà. Bên trên, hai người lên trực thăng bỏ chạy, nhưng không kịp thì đã bị nó ngậm vào càng. Chiếc trực thăng không thể di chuyển, hai người họ chỉ có thể nhảy xuống sân thượng. Tiếc rằng mấy chú lái trực thăng đã phải hy sinh. Sara cầm súng định tự sát nhưng Ethan cản lại. Mãng xà gào thét khiến mây đen kéo tới ùn ùn. Chính vào lúc hai người tưởng chừng sắp bị ăn thịt, nhiều chiếc trực thăng bay tới xả đạn điên cuồng. Tuy đạn không thể xuyên thủng lớp da cương cứng, nhưng cũng khiến nó đau đớn như rách cái màng. Mãng xà thu mình rồi bất chợt phóng tới hạ một trực thăng. Thấy vậy, trực thăng khác liên tiếp bắn ra tên lửa, khiến mãng xà kiệt sức rơi xuống dưới tòa cao ốc. Cứ tưởng đến đây là ngon lắm rồi, nhưng tình hình bỗng chốc trở nên nguy hiểm hơn nữa, bởi binh đoàn địa ngục đã tràn vào thành phố. Dẫn đầu là những con khủng long bay trên trời, dưới đất là binh đoàn khủng long siêu to mang vũ khí hạng nặng. Cô gái lái trực thăng đột nhiên thấy yên ắng, nhưng khi ngẩng mặt lên trời thì ối rồi ôi, hàng ngàn con khủng long cứ thế bay ra hạ luôn trực thăng nằm xuống. Phía quân đội hoàn toàn không chống đỡ được, các trực thăng liên tục bị hạ chưa có điểm dừng. Thậm chí binh đoàn xe tăng và xe bọc thép bên dưới phải đối mặt với quái thú siêu to khổng lồ, mà trên lưng mỗi con là hai dàn tên lửa. Tướng địch ra lệnh toàn quân xông lên, ngay lập tức quân đội loài người xả súng bắn trả. Không ngờ món khủng long bay lại khạc ra lửa, đám bò sát bên dưới cũng khai hỏa phó tầm xa. Cứ như vậy đi đến đâu tàn sát tới đó. Cùng lúc này, chính phủ cũng đã tìm thấy và đưa Ethan và Sara đi. Lực lượng còn lại cố gắng chiến đấu để kìm chân chúng lại, hết sức hy sinh để kéo dài thời gian. Nhưng xem chừng họ cũng không thể trụ nổi thêm bao lâu nữa. Lúc này Ethan và Sara lại bị một căn phòng kín. Hóa ra họ đã biết chuyện rắn muốn ăn Sara để hóa rồng. Cách ngăn chặn đơn giản nhất chính là giết chết Sara. Chính vào lúc cấp cao chuẩn bị bắn, không ngờ cấp dưới lại bắn súng về phía sếp của mình. Bởi anh nghĩ giết Sara thì mãng xà vẫn tấn công như vậy. Hai người họ tiếp tục chạy trốn, nhưng chưa đi được bao xa, đoàn quân quái thú của mãng xà gian ác đã bay tới. Chúng khạc lửa xuống như đạn pháo B-40, chiếc xe của hai người bị chúng đạn lật ngửa, vì vậy họ bị bắt sống về xào huyệt của mãng xà gian ác. Ethan tỉnh lại đã bị trói trên một cái cọc gỗ, bọn Sara thì bị áp giải lên lễ đài chuẩn bị hiến tế. Mãng xà khổng lồ cứ thế bò ra chuẩn bị chén gái ngon, chén xong thì nó có thể hóa thân thành rồng. Vào thời khắc nguy cấp, chiếc dây chuyền đeo trên ngực Ethan bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt, khiến hầu hết thuộc hạ của con mãng xà bị giết, cơ thể chúng cứ vậy hóa thành tro bụi. Chỉ còn thằng tướng định chém Sara, nhưng Ethan vẫn kịp thời cản lại. Cuối cùng hắn bị chính viên ngọc trên người anh hóa thành tro. Mãng xà gian ác cũng bắt đầu tấn công hai người. Chính vào lúc nguy cấp, bạch xà bỗng xuất hiện thứ nguy, cắn trực tiếp vào cổ hắc xà quăng đi nơi khác. Bạch xà chính là con rắn mà thượng để chọn, cứ như vậy lao vào nhau quyết đấu ác liệt vô cùng. Nhưng bạch xà vốn không phải là đối thủ của mãng xà gian ác, rất nhanh bị nó cắn cổ ghì cho ngất lịm đi luôn. Lúc này Sara cũng nhận thức không thể chạy thoát được nữa. Sara để viên ngọc rồng rời khỏi cơ thể của mình, linh khí tạo ra một quả cầu cực đẹp. Sara điều khiển cho nó bay thẳng vào mồm bạch xà. Bạch xà ngay lập tức liền biến hình, chớp mắt đã hóa thân thành con rồng oai phong lẫm liệt, sức mạnh cũng vì thế tăng lên ngàn lần. Bây giờ hắc xà với nó đúng là tử dung. Với sức mạnh chiến đấu này, hắc xà hoàn toàn không có cơ hội. Rồng thần bay lên, hắc xà cũng cắn vào đuôi bay theo lên trời. Rồng quay mình lại đấp luôn vào cổ nó, rồi lao xuống cho một đòn cực đau. Cuối cùng rồng thần phun cầu lửa thẳng vào mồm hắc xà. Phút chốc mãng xà gian ác bị thiêu cháy tan thành tro bụi. Rồng thần chiến thắng kết thúc chu kỳ 500 năm một lần. Sara sau khi mất đi viên ngọc rồng đã chết, linh hồn cô hóa thành thiên sứ bay lên, rồi hợp thể với rồng thần làm một. Rồng thần bay lên phía trời cao, đôi mắt ngấn lệ nhìn Ethan, rồi từ biệt anh để bay sang vịnh Hạ Long sinh sống. Hết phim, Ethan chưa được làm gì Sara. Có lẽ đây là điều nuối tiếc nhất của bộ phim này. Phim hết rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha, bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.